Ai. Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh của Duy Khải Gaming. Và Duy Khải chúc anh em một buổi xem video livestream vui vẻ luôn ơi. Và video này thì Khải sẽ hướng dẫn anh em cách sử dụng Auto 1.9 một cách ok luôn. Một á, cái vấn đề đầu tiên anh em đang rất là nhiều người hỏi đó là chạy tốc độ bãi như thế nào và dùng Auto 1.9 là chạy ra sao. Thì đó là cái đầu tiên. Còn cái thứ hai thì rất là nhiều anh em hỏi là ủa, như xài Auto 1.9 thì mình chạy cái con Emmy nó ba skin như thế nào, ba skin và xây chuyển ba skin như thế nào, thì Khải sẽ hướng dẫn anh em ở video lần này luôn. Và sau khi kết thúc video này, Khải sẽ up lên kênh và cho những tất cả anh em nào mà chưa biết về cái Auto 1.9 như thế nào và ra sao và cách sử dụng như thế nào thì Khải sẽ hướng dẫn anh em nha. Và ok, đầu tiên anh em lưu ý với Khải về cái vấn đề chạy tốc độ nha. Đây, đầu tiên là con Thiếu Lâm, Khải anh em thấy không? Đó, đây là Thiếu Lâm chạy tốc độ Khải nha. Đây, trước mắt thì Khải sẽ chỉ anh em cái vấn đề đầu tiên là chạy tốc độ như thế nào. Để chạy tốc độ thì anh em sẽ nhấn vào cái bảng tọa độ, anh em nên chỉnh vào Thiếu Lâm của mình. Đây là Thiếu Lâm của Khải đây. Đó, Khải sẽ chỉnh vào Thiếu Lâm của mình đây, đương chuột vào. Sau đó Khải sẽ nhấn tọa độ đúng không? Như là Excel của Khải, Khải sẽ nhấn quay quái và phạm vi. Thì cái bãi của mình nó rộng như thế nào thì mình đỡ tùy theo như thế đó. Như Khải ở này thì cái bãi nó tầm 350-400 thì Khải đỡ 350-400 quay quái thì con Thiếu Lâm nó sẽ quay quái. Và trước khi chạy tọa độ á, thì Khải anh em sẽ nhấn vào hình tam giác, anh em thấy hình tam giác ngay cái vị trí nào không? Đây. Đó, hình tam giác này đó. Sau khi nhấn hình tam giác thì nó sẽ hiện cái chỗ này là trên cái hình nhân vật của mình là nó sẽ hiện là ghi tọa độ, thì anh em sẽ nhấn nút select, anh em thấy không? Nút select sẽ là ghi tọa độ. Đó, ví dụ như Khải muốn con Thiếu Lâm mình chạy đến tọa độ này. Đây, Khải sẽ chạy đến chỗ này, Khải nhấn nút cách một cái. Trước mắt là Khải bỏ hết tọa độ nha. Đó, từ đầu đây, đó. Hiện tại bây giờ không có tọa độ nào. Thì anh em muốn chạy tọa độ anh em nhấn vào tam giác này. Đó. Rồi. Và chỗ này sẽ là tọa độ đầu tiên của Khải. Khải nhấn nút cắt một cái. Đó giờ anh em thấy tọa độ một đã bật chưa? Rồi tiếp tục Khải chạy nhẹ lên này một cái nha. Đó, đây là tọa độ thứ hai con Thiếu Lâm, Khải sẽ chạy lên. Rồi, tọa độ thứ ba Khải sẽ di chuyển qua bên này. Di chuyển qua bên này, đứng giữa bãi thôi anh em, giữa bãi thôi nó sẽ quay hết vòng tròn khu vực này. Đó, Khải sẽ đứng giữa bãi ở khu vực này đó. Khải nhấn nút cắt thì nó sẽ là tọa độ thứ ba. Đó, xong chưa? Xong đâu là Khải sẽ di chuyển lên bên trên. Tùy theo chỗ nào anh em có quá anh em nhấn thôi. Và Khải sẽ đứng chính giữa. Đây là tọa độ thứ tư. Khải nhấn chính giữa đó, nút cắt một cái thì nó sẽ chút nữa Khải play lên thì nó sẽ chạy quay quái xung quanh vòng tròn này và nó sẽ đánh. Và sau khi tọa độ này xong, Khải sẽ tiếp tục chạy về tọa độ tiếp theo. Đó, Khải sẽ về tọa độ bên này một chút. Đó, nói chung là nãy là Khải sẽ đánh về tọa độ này. Đây là tọa độ thứ tư của Khải. Tọa độ thứ năm đây. Đó. Khải sẽ đánh nhấn tiếp tục là dấu cách. Đó, tọa độ thứ năm đã cách xong đúng chưa? Và bây giờ bên tọa độ này không ai chan thì Khải sẽ qua lái luôn tọa độ bên này. Khải nhấn số 6 một cái. Rồi sau khi lái được tọa độ này thì Khải sẽ quay lại vị trí tọa độ cũ này. Khải chạy thẳng về cái góc dưới luôn, góc dưới từ đầu á. Nói chung là mình làm gì làm mình phải xây tròn một cách vòng tròn anh em. Mình phải xây một cách vòng tròn thì mình không bao giờ bị lỗi map. Rồi xuống cuối cùng, đây là tọa độ đầu tiên. Sẽ cắt cái này nữa rồi xong. Đó. Sau khi ấn xong tọa độ, Khải sẽ nhấn vào cái ô vuông. Ô vuông thì bây giờ auto Khải nó sẽ chạy theo tọa độ. Đó, 8 cái tọa độ này. Và đỡ lưu cái tọa độ này qua cho Eclon. Anh em nhấn vào cái phần lưu này dùng Khải. Anh em thấy cái hình không? Đây là phần lưu nha. Đó, đây là phần lưu. Như Khải thì Khải trên này Khải lưu rất là nhiều tọa độ. Như đây bây giờ Khải đang lưu là Lâm Du Quang 2021 New. Anh em nên nhớ, anh em đặt tên gì anh em phải nhớ nha. Đây là cái lưu tọa độ nha. Đó, lưu xong này. Lưu xong, sau khi lưu xong, bây giờ anh em muốn đưa cái tọa độ này vào cái chỗ con Eclon thì tí nữa Khải sẽ chỉ. Và vấn đề tiếp theo, sau khi lưu tọa độ xong, anh em phải nhấn vào cái phần tam giác bên cạnh này anh em thấy không? Cái phần bên cạnh là nơi tọa độ liền công, anh em phải nhấn vào tam giác. Rồi anh em nhấn ô vuông một cái thì ad của anh em nó sẽ lưu là Lâm Du Quang này và bên này cũng Lâm Du Quang. Đó, hai cái Lâm Du Quang thì nó mới chạy nha. Anh em lưu ý ở chỗ này luôn. Đó, hai cái Lâm Du Quang này. Cái bên này thì anh em chỉ cần nhấn tam giác hoặc ô vuông thôi là xong thôi. Và anh em nhấn về phần liền công. Anh em nhấn về phần liền công. Rồi anh em ở phần liền công anh em sẽ nhấn cho auto Thiếu Lâm mình sẽ là ok, chạy tọa độ này. Tự đánh thì anh em được khoảng tầm 200 đến 250 thôi. Rồi anh em nhớ kích vào điểm nhớ Lâm Du Quang một cái. Rồi còn phần còn lại như tiếp cận này, lên người di chuyển này, xử lý bút xanh này. Mấy cái này thì đơn giản là anh em cứ tự mà tìm tòa thôi. Rồi tiếp tục đó là chiêu thức. Chiêu thức thì cũng Thiếu Lâm mình nó có cái chiêu thức gì. Ví dụ như là Như Lai Thiên Diệp là chống phái này. Đó, Như Lai Thiên Diệp chống phái thì như cái cấp này thì Khải đỡ nó 60.000 giây. Thì tầm 1 phút là anh em 60.000 mili giây là nó còn 60 giây á. 60 giây là 1 phút nó sẽ cắt một lần. Rồi bên này thì Khải có thêm skin đó là Bất Động Minh Vương. Bất Động Minh Vương thì Khải đỡ cho nó cũng là 1 phút là Khải sẽ đỡ 60.000. Đó, sẽ là 1 phút là 60 giây nó sẽ cắt một lần. Đó, ok, sau khi xong cái phần luyện công chiêu thức hỗ trợ thì về vấn đề tiếp theo là chúng ta sẽ tăng phục hồi máu như thế nào cho nó hợp lý. Thì anh em nhấn qua phần phục hồi.
đó, như mấy ông Khải, con Thiếu Lâm Khải mà không bắt, không cắt cái chống phái á, thì con Thiếu Lâm này nó sẽ khoảng 2k8 máu. Thiếu Lâm này là không cắt chống phái, nó khoảng 2k8 máu nha. Thì Khải sẽ đỡ là tầm 2k5 nó sẽ cắt một bình máu. Rồi mana cũng vậy, mana thì anh em 50-100 tùy anh em thôi. Còn phần mà thổ địa phù, đó là thổ địa phù khi mà máu dưới 1k5 máu, ví dụ anh em bị đồ sát thì dưới 1k5 máu nó sẽ tự động phù về. Đó, xong cái vấn đề này chưa? Đó, xong hết chưa? Rồi có anh em hỏi Khải là giờ cái vấn đề là butter nhóm đi, quay lại vấn đề butter nhóm nè, hoặc là liền công nha. Đây, cái vấn đề là anh em là chết rồi anh em lên lại như thế nào? Thì ở việc chết rồi anh em lên lại thì anh em sẽ lưu ý về cái phần điều khiển anh em. Anh em lưu ý về phần điều khiển, anh em nhấn vào hành trang. Đó. Đỡ mà chết có thể quay lại á thì vấn đề là tùy theo map nha anh em. Còn cái map này là không quay lại được nha. Map này chết á chỉ đứng ở thành thôi không quay lại được. Có những map chết sẽ quay lại được và có những map chết không quay lại được nha anh em. Đó. Như là chết anh em muốn quay lại hoặc là anh em phù về tự động nó lên. Vấn đề đầu tiên là phù về tự động lên nha. Là ví dụ như anh em có khoảng rút một lần rút ra anh em cho 2 vạn. Đó, một lần nó rút tiền sẽ là 2 vạn và lúc anh em đến chỗ xa phu ạc của mình nó sẽ cất hết tiền đi, nó không đem 1.000 nào hết. Đó. Rồi cái phần sửa đồ anh em kích vào, anh em thích số đồ sửa đồ anh em sửa vào. Rồi đem cất đồ vào trong rương 1 này. Đó, kích vào chỗ này, sửa đồ. Đó. Rồi anh em mua thổi phù 2 cái này. Rồi cái này là máu này. Anh em muốn mua máu như thế nào cho ông Thiếu Lâm? Như Khải, nếu mà Khải auto Khải sẽ mua máu cho Thiếu Lâm, nó là cựu chiến Hoàng Thiên Đan là máu xịn đó, Khải sẽ mua 2 bình. Rồi Đại Bồ Tát Khải sẽ mua 5 bình. Rồi anh em sẽ kích vào dòng Disa Phu, anh em kích vào dòng thứ tư. Thì sau khi anh em phù về tự động nó sẽ lên. Đây Khải test cho anh em luôn. Đây là sau khi phù về tự động nó sẽ lên nha. Đây, Khải sẽ kích vào không đi đâu cả, anh em nhìn vào ký vào phần điều khiển liền công nha. Đó. Nhớ chưa? Điều khiển liền công này thì anh em chỉ cần phù về thì auto anh em nó sẽ tự động rút tiền này, tự động đi mua máu mana các kiểu đại điểu, mua xong nó sẽ tự động tìm sa phù nó sẽ đi lên. Rồi ok xong. Sau khi anh em chỉnh xong phần liền công anh em kích vào liền công. Rồi đó, rồi xong phần phù về tự lên. Còn tiếp tục là phần butter. Chủ butter thì như Ảc Thiếu Lâm của Khải thì chủ butter thì Khải sẽ chỉnh nó là tự động tự lập nhóm sau 1 phút và luôn làm nhóm trưởng đỡ mỗi khi mà nó bị dạng như bảo trì anh em, dạng như bảo trì server hay là gì á. Tự động nó vào thì sau 1 phút thì Ảc Thiếu Lâm mình nó sẽ tự động butter tất cả những ạc nằm bên cạnh con Thiếu Lâm. Ok. Rồi tự vợ thì anh em cũng đơn giản thôi, anh em muốn đánh cái kill nào đỡ thằng nào đồ sát anh em á. Thằng nào đồ sát anh em thì cái nó sẽ dùng skin bên này nó sẽ đánh thằng đó. Ví dụ như Khải sẽ cho hàng lòng bắt vũ, Khải dí thằng đồ sát mình. Đó và tiếp cận thì thường thường thì Thiếu Lâm thì tùy theo phái thôi. Có phái thì tiếp cận 75, có phái tiếp cận 400 hoặc là có phái tiếp cận 500 tùy anh em thôi. Đó, rồi vẫn là thối phù khi sinh lực dưới 1000 năm. Rồi xong, bây giờ Khải sẽ test phù về một cái cho anh em biết nha. Bây giờ Khải sẽ phù giờ. Đây đặt Thiếu Lâm Khải đúng chưa? Bây giờ Khải sẽ phù giờ, tự động nó sẽ lên. Tại vì Khải đặt cái phần liền công rồi anh em. Đó, Khải kích vào phần liền công và chỉnh như thế này. Đó, thì mỗi khi Khải phù về tự động nó sẽ lên. Còn cái thanh này á, nó chết thì nó không tự lên được anh em, tại vì cái thanh này nó khác với những cái map khác. Ok, bây giờ Khải sẽ phù về. Đó, phù về một cái. Bây giờ Thiếu Lâm Khải sẽ tự động đi rút tiền này. Đó, rút tiền này, cắt đồ rồi đi mua máu. Nó đi mua máu này. Nói chung là cái vấn đề này là khá nhiều anh em hỏi tại sao đỡ có thể lên. Đó, vào đi mua máu này. Sửa đồ thì Khải không cho nha. Phần liên công Khải tắt sửa đồ đi, tại vì ở server này hiện tại sửa đồ kim phong rất là tốn tiền nên là Khải không cho sửa. Đó, Khải bật tiếp tục. Đó. Cho nó chạy lại. Đây Khải nhấn liên công lại. Chờ đi. Đó. Khải con Thiếu Lâm Khải sẽ tự động lên thôi. Đó, mua máu, mua mana. Đó thấy chưa? Sau khi mà mua xong 2 vạn thì nó còn dư bao nhiêu tiền nó sẽ gửi lại vào rương rồi tự động lên thôi. Nó tự động lên này. Đó. Lên rồi cứ dạng tiếp tục đánh thôi. Và Eclon anh em cũng làm vậy. Eclon anh em lên lưu ý á, ví dụ như Eclon là thí yên trưởng của Khải đây. Đây. Đây là thí yên trưởng của Khải, để Khải cho hết vào xe đó. Đây là thí yên trưởng của Khải nha. Đây. Thí yên trưởng của Khải đây. Đây anh em thấy chưa? Này Khải chưa không có đỡ liền công, tại vì lúc này Khải chưa chỉnh, bây giờ Khải mới chỉnh đây. Eclon cũng vậy thôi. Đầu tiên về cái vấn đề điều khiển và butter nhóm, anh em sẽ bật lên butter nhóm và anh em sẽ lưu cái tên con Thiếu Lâm mình vào. Và anh em nhấn chỗ vị trí này, anh tìm tên xong anh em nhấn sẽ vào chữ thêm. Thì mỗi khi rớt mạng thì con Thiếu Lâm mình ở butter thì con Thúy Yên sẽ tự động vào butter nha anh em. Đó, đó là phần butter nhóm. Phần tự vợ cũng vậy thôi. Anh em muốn đánh cái chiêu nào để đồ sát hay là F9 mà khi có người đồ sát mình á thì nó tự động đánh lại thôi. Đó, cũng như vậy thôi. Rồi còn phần liên công, đây như Thúy Yên Khải. Thì đầu tiên thì Khải rút tiền vạn cho 3 vạn đi. Tùy số tiền của anh em, trong rương anh em có bao nhiêu tiền, anh em thích cảm giác như thế nào là ok, hợp lý là tùy của anh em. Rồi Khải sẽ chỉnh vào vị trí sửa đồ. Nhưng mà hiện tại đồ này đồ kim phong anh em ơi, không nên sửa nha. Sửa rất tốn tiền nên là Khải không cho sửa luôn. Rồi ví dụ có đồ VIP, nhặt được đồ VIP thì nó kẹt cất vào bên trong rương 1. Rồi anh em sẽ cho mua auto là thổ phù 2 cái này. Rồi máu thì như là ạc phụ ạc này thì Khải chỉ cho 5 bình máu thường này.
rồi Nam Bình Mana, rồi hai chân kích vào không đi đâu cả, vòng số 4. Rồi nhìn sơ qua như vậy, rồi anh em thích sửa đồ sửa ổ, tại vì tầm này thì đồ kim phong không nên sửa anh em, sửa tốn tiền lắm đó. Khải tách không có sửa nha. Rồi Khải kích vào vòng luyện công đó, xong còn phần phục hồi này nó phục hồi cũng vậy thôi, anh em thính như thế nào anh em làm theo, rất đơn giản. Luyện công cũng vậy, bây giờ luyện công nha, phần luyện công thì Khải đang đỡ đánh tự do, Khải chỉ trích lên từ độ tọa độ đó và nhắn như phần tọa độ nha. Lúc nãy Khải là lưu rồi, lúc nãy Khải là lưu cùng Thiếu Lâm rồi đúng không, bây giờ Khải tìm ra cái tọa độ lúc nãy cùng Thiếu Lâm nó chạy đi, bây giờ Khải nhắn vào phần tìm kiếm. Đây sát bên lưu nha, cái này là lưu nha, cái này là lưu, anh em lưu ý cái này là lưu tọa độ nha, còn cái này là tìm tọa độ này đó. Nãy là Khải lưu là Lâm Du Quang 2021 new, Khải sẽ tìm Lâm Du Quang thì Khải là đỡ chữ L đúng không, Khải sẽ tìm chữ L. Lâm Du Quang đây anh em thấy chưa, Lâm như này anh em thấy. Lâm Du Quang 2021 new này anh em thấy chưa, đó mình sẽ tìm được cái tọa độ lúc nãy Thiếu Lâm là lưu. Rồi sau khi tìm được tọa độ của Thiếu Lâm lưu thì Khải nhắn open đó, sau khi nhắn open thì con thí của Khải sẽ chạy theo tọa độ của Thiếu Lâm luôn, không có gì khác đó. Xong rồi bây giờ Khải sẽ test phù về thưởng thí yên nó có lên lại không nha, rồi nó có cắt đồ không nha. Đây Khải phù gì cho anh em xem, đây là con ạch thí yên nha, Khải sẽ phù gì nè đó, tự động nó sẽ rút tiền đó, rút 3 vạn đúng như mình yêu cầu chưa. Rồi cắt những món đồ VIP rương đó, tại vì mình auto anh em, auto nhặt đồ như thế nào là anh em nhấn vào chỗ nhặt đồ này, nhặt theo thuộc tính này, đó là auto nhặt đồ, lọc đồ này, anh em muốn lọc như thế nào anh em cứ kích vào anh em, nó cũng tiếng Việt thôi không có gì khó cả, anh em muốn nhặt đồ như thế nào thì cứ kích vào thôi đó. Sau khi mua đủ cái mình yêu cầu thì nó sẽ tự động lên, tự động lên xong rồi nó sẽ chạy theo cái tọa độ của Thiếu Lâm lúc nãy đó, nó sẽ gặp tem mình, nó sẽ ra chan tiếp đó, chan cả ngày thôi, trừ khi anh em bị chết nha. Ở cái tọa độ này, cái map này thì anh em bị chết á thì nó sẽ không lên lại được, anh em sẽ dắt tay lên nếu mà xe bị chết nha anh em, mà nếu mà nó không chết á thì nó cứ phù lên phù xuống liên tục lại thôi đó, nó đánh cả ngày mà thôi, không gì khác cả. Chung là cái vấn đề chạy auto 1.9 này thì khá là nhiều anh em hỏi, nên là Khải cũng hướng dẫn cho anh em thì là như vậy thôi, nó rất đơn giản thôi. Rồi tiếp đến là anh em đọc đi, bây giờ là tiếp đến anh em đọc, là anh em đọc của Khải là 4.700 máu đây, Khải sẽ cũng như vậy thôi. Đầu tiên Khải sẽ chỉnh luyện công này, tự vợ này đó, rồi anh em muốn chỉnh như thế nào anh chỉnh thôi đó, ví dụ vậy. Rồi nói chung anh em đọc này, Khải đang đỡ cái kiểu là tự vợ là Khải ai đồ sát Khải thì cho phù nè, nên là Khải sẽ bị phù, nên là anh này là đang bơ cam 10 á, Khải không đỡ bị bung nên là Khải không có đỡ liền công luôn. Chung là tùy mỗi anh em thôi. Còn anh em đọc này Khải sẽ kèm tọa độ lúc nãy lưu này, đây tọa độ lúc nãy Thiếu Lâm lưu thì Khải sẽ tìm đây, kích vào hoàng tìm và tìm Lâm Du Quang 2021 new đó, cũng là tọa độ Thiếu Lâm, kích vô cho nó chạy. Rồi nhấn vào cái tam giác bên cạnh này một cái cho nó khởi động cái Lâm Du Quang chỗ này nha anh em, phải cùng Lâm Du Quang và Lâm Du Quang thì nó mới chạy nha anh em, lưu ý nha. Bên này Lâm Du Quang rồi mà bên này mà khác map là nó sẽ không chạy nha anh em, phải lưu ý hai cái phải cùng nhau thì nó mới chạy, mà muốn bên này nó cùng thì anh em chỉ cần nhấn vào tam giác và bên này thôi đó. Còn mà sau này cái vấn đề mà nơi liền công á nó sẽ khác nữa, nơi liền công dạng như là anh em bị chết thì nó sẽ tự động phù lên map này và nó sẽ chạy theo tọa độ nơi liền công, là cái này là riêng nữa anh em, cái này là khó hơn nữa, tại vì cái này là trừ khi anh em liền những cái map mà anh em chết tự động lên thì nó mới được, còn như Khải đây những cái map này không cần, chết thì đứng nhà luôn đó. Rồi như là liền phục hồi này đó, liền công chỉnh tọa độ Lâm Du Quang dạ thôi. Rồi tiếp đến Nga My cũng vậy, Nga My Khải đang lên bao nhiêu máu, 5k2 máu đây, đây là con Nga My đó, Nga My thì Khải sẽ nhấn vào tọa độ, Khải sẽ kích vào tọa độ mới lúc nãy Khải chạy thì cả dàn xe của Khải nó sẽ một tọa độ giống như Thiếu Lâm thôi, không có gì khác đó, lưu vào đó dạ thôi, không gì khác cả. Con Nga My thì cho nó chạy tọa độ thì chỉ đỡ từ đánh một thôi nè, không cần đỡ từ đánh nhiều nha, tại vì Nga My chỉ chạy theo thôi, không cần đánh đó. Rồi còn cái vấn đề Nga My, Nga My mà có thể boost 3 skin, Khải sẽ test cho anh em xem. Hiện tại này anh em trên nhìn trên màn hình này, con Nga My này đang boost cái 2 skin thôi, tại vì Khải đang chỉnh được 2 skin thôi, còn nếu đỡ 3 cũng được, mà đỡ 3 thì nó hơi bị delay một chút thôi. Đây đây được chưa, hiện tại Nga My đang 2 đúng không, Khải sẽ chỉ 3 này, này là 3 skin nha. Đây đầu tiên thì ở phần hỗ trợ này anh em sẽ đỡ 3 skin tùy theo anh em thích, như Khải ví dụ đỡ 3 skin, một đó là Mộng Điệp, hai là Lưu Thủy. Đầu tiên là hai skin này đỡ nó có thể chạy nhanh thêm được 21 này, với lại tăng mana đó. Khải sẽ đỡ chỗ này là Mộng Điệp và Lưu Thủy đó. Và bây giờ chúng ta kích vào hỗ trợ, và anh em nên lưu ý là bơm từ hàng phổ độ và kích vào bơm cho nhóm nha, thì mỗi khi nhóm mình mà dưới 85 máu thì nó sẽ tự động auto boost nha anh em đó. Hiện tại anh em thấy nó đã chạy 2 skin chưa, đấy phía dưới này Mộng Điệp Lưu Thủy này đó, 2 skin chưa. Và bây giờ chúng ta muốn skin thứ 3 à, đây skin thứ 3 thì anh em cùng nhìn lên cái phần thời gian, đây là skin thứ 3 để chúng ta có thể đi chan nha đó. Nếu mà xe trong xe anh em không có 20 thì anh em phải cần 3 skin, nhưng mà nó sẽ delay một chút, thì cái dòng mana Mộng Điệp của mình thì nó sẽ boost chậm lên một chút thôi anh em, nhưng mà ngược lại thì mình được hỗ trợ 3 skin. Nếu như xe anh em nào mà không có 20 thì anh em nên làm theo kiểu này,
Còn anh em nào mà xe có hai nghe mi rồi thì thôi, thì chỉ cần hai cái là ok rồi, kèm theo nghe mi bên cạnh thì có thể bút một lần 4 skin là được rồi. Còn như đây ví dụ như đơn giản xe có một nghe mi đi, thì anh em sẽ kích vào lưu thủy mộng đẹp. Rồi bên này anh em sẽ đổi chiêu thức thứ tư là Phật tâm từ hữu. Đây Phật tâm từ hữu đây. Đây là skin x 2 máu cho nghe mi cho cả đồng đội này, và đỡ 600 ms. Đó, và bên này cũng vậy, chiêu thức thứ năm anh em cũng đỡ là Phật tâm từ hữu. Tâm từ hữu đấy, đỡ 600 ms luôn. Rồi anh em kích vào thì hiện tại cái chỗ này á nó sẽ nháy cho anh em đó một lần 3 skin, em thấy chưa? Đây, mộng điệp, lưu thủy, Phật tâm từ hữu. Đó, anh em thấy nó nháy 3 skin chưa? Đây là dành cho những cái tem nào có một ngày mi nha. Một ngày mi thì anh em nên sấy kiểu này, thì anh em sẽ bị mất mát đi một chút phần nội lực về phần mộng điệp. Mộng điệp nó sẽ delay chậm một chút anh em, nhưng mà nó vẫn có thể phục hồi mana, nhưng mà hơi chậm một chút thôi. Đó, anh em thấy một lần xem một lần 3 skin không? Còn như hiện tại tem Khải á thì có ông kia có ngày mi rồi, nên là Khải không cần xây 3 skin anh em. Khải cần xây 2 skin và kèm theo ông nghe mi bên kia là được rồi. Đó, anh em thấy xem một lần 3 skin chưa? Vẫn hỗ trợ máu nha, vẫn được ít 2 máu nha. Đó, anh em thấy vẫn được ít 2 máu mà nghe mi lên được 5k2 chưa? Đó. Còn nếu tắt đi thì chỉ được hỗ trợ 2 skin thôi, thì cái lượng máu của mình nó sẽ không có, thì anh em chỉ được lấy cho mình lưu thủy với lại mộng điệp thôi. Đó, anh em thấy không? Máu chỉ còn 2k8. Còn như Khải có nghe mi kia thì Khải hai anh em hỗ trợ với nhau thì hai con nghe mi thì nó sẽ được hỗ trợ thêm. Khải ở phần này Khải sẽ đỡ mộng điệp với lại Phật tâm từ hữu. Bên nghe mi kia đỡ lưu thủy, ở bên nghe mi kia đỡ lưu thủy rồi anh em, nên là Khải chỉ cần đỡ hai kill này thôi. Đó, giờ xong. Chung là vấn đề 3 skin là đơn giản thôi. Đó, trên này thì Khải tắt đi là 2 skin nghe mi. Đó, đơn giản nha anh em. Và anh em xem video này thì đừng quên ủng hộ Khải một like chia sẻ nha. Nói chung video này là một video hướng dẫn rất là tâm huyết cho luôn. Anh em nào mới biết chơi thì Khải nghĩ nó rất đơn giản thôi, không gì mà khó cả. Đó, nhiều anh em hỏi Khải chạy tốc độ như thế nào và nghe mi ra sao, thì nói chung trên này nó cũng đơn giản anh em, không có gì khác cả. Anh em đọc bút xong đánh được không Khải? Anh em đọc bút xong đánh được không ạ? Hiện tại á thì ở server này thì anh em bút cũng được, nhưng mà cái vấn đề là đánh xong bút vẫn được nha. Đây, nếu anh em muốn đánh xong bút đúng không? Đây, Khải chỉ cho anh em luôn. Về cái vấn đề mà anh em đọc là vừa bùa vừa đánh, đây Khải chỉ cho anh em luôn. Nếu mà anh em muốn anh em đọc vừa bùa vừa đánh đúng không? Đây. Đây Khải đang chích kích vô cái auto của anh em đọc. Khải chỉ anh em luôn, Khải test anh em xong trong phát này luôn. Anh em đọc vừa bùa vừa đánh. Đây, đầu tiên anh em sẽ kích vào anh em đọc của mình. Rồi anh em nhấn vào phần liền cân. Anh em chỉnh vào chiêu hỗ trợ. Đây anh em thấy chưa? Đây skin hỗ trợ nha. Đầu tiên anh em bật cái skin của anh em đọc lên. Đợi mình tí. Anh em bật skin anh em đọc lên. Và anh em đang muốn bùa anh em đọc đúng không? Bùa vừa bùa vừa đánh. Đây. Giờ anh em muốn bùa đúng không? Như cái bùa đây, vạn đọc thực tâm. Khải sẽ đưa vào chiêu thức số 4 là vạn đọc thực tâm. Đây là vừa, đây là chiêu bùa nha, vạn đọc thực tâm này. Khải sẽ cho nó là 300 ms. Đây là chiêu bùa nha. Rồi, cái skill thứ hai Khải muốn đánh đó là bắt đọc xuyên tâm. Khải sẽ đưa nó vào skill thứ 5 là bắt đọc xuyên tâm. Và Khải cho bắt đọc, đánh bắt đọc lâu hơn một chút. Khải cho đánh bắt đọc lâu hơn một chút thì Khải đỡ 600. Còn mà Khải đỡ mà 300 thì nó vừa bùa, vừa đánh vừa bùa đánh liên tục. Còn như Khải là Khải bùa xong là Khải đánh bắt đọc khoảng 3-4 cái, 2-3 cái gì đó thì Khải mới bắt đầu bùa tiếp. Đó. Hiện tại anh em chỉnh như Khải đây là đang chỉnh em đọc vừa bùa vừa đánh nha. Rồi ok, sau khi xong thì nhấn ok. Và sau khi nhấn xong thì chúng ta nên nhấn vào skin đánh skill bên phải. Anh em thấy không? Đánh skill bên phải trên auto này. Đó. Và bây giờ anh em đọc Khải sẽ vừa bùa vừa đánh này cho anh em xem. Rồi con bị bùa này. Bùa này. Rồi con bị bùa vừa bùa vừa đánh cho anh em xem. Đó, nó đang bùa ấy. Đánh skill bên phải, chúng ta áp sát tiếp cận. Đó. Nó vừa bùa vừa đánh bắt động nha anh em. Đó, như con em đọc Khải là giờ bùa xong đánh bắt động, cứ bùa xong đánh bắt động vậy thôi. Đỡ sau mỗi cái 600 đi, một cái 600 đi, 300 thì nó bùa liên tục. Đấy. Một cái 600 là đẹp. Đấy. Còn anh em muốn đánh bắt động nhiều hơn thì anh em đỡ cao lên. Như Khải đây ví dụ như anh em đỡ muốn đánh bắt động nhiều hơn, anh em đỡ cao hơn hay 1000 thì nó auto đánh bắt động nhiều hơn chút. Đó, đây là vừa bùa vừa đánh. Đó anh em thấy không? Đánh bắt động không? Rồi tí nữa nó bùa cứ vậy thôi. Đơn giản thôi. Đó là vừa muốn đánh hai em vừa bùa vừa đánh đấy. Đó. Mà chỗ này thì quái nó yếu quá anh em, đánh một hai cái là nó chết rồi, nên là không kịp đỡ nem độc nó thể hiện bắt độc. Đó, đó nó vẫn đánh bắt độc thấy chưa? Thấy không? Nó bùa xong đó nó bắt độc. Đó, giờ đã nó bắt độc này, nó theo thời gian thôi. Đó, đó là chỉnh vừa bùa vừa đánh. Điều chỗ này là đông quá anh em không thấy rõ, nó Khải di chuyển nó một chỗ khác cho anh em xem. Thì nó đứng chỗ cái tem đông quá là anh em không thấy rõ được là bùa và đánh như thế nào. Khải lên này cho anh em xem. Né chỗ nào không có ai đi. Để cho anh em xem.
này nó có người rồi, Khải đỡ tự đánh này. Đây. Đây ví dụ như nó đánh con trong góc này đi. Đây, nó sẽ đánh này. Đánh bắt động này, bùa này, thấy chưa? Anh em thấy nó bùa chưa? Đấy, thấy nó bùa chưa? Rồi bắt đánh bắt động này. Đó. Đó bùa thấy chưa? Đó là mình chỉnh skin vừa bùa vừa đánh đấy. Rồi tiếp tục con quái này cho anh em xem bãi này luôn. Đây bùa cái này, đánh này. Rồi từ từ đứng cái này dính tem rồi, anh em không thấy rõ đâu. Chung là đấy, là chỉnh cách em đọc vừa bùa đánh, bùa này, đánh này. Đấy còn là đánh này. Đó bùa thấy chưa? Bùa này. Đó, nó vừa bùa đánh chỗ đó anh em. Đó, anh em thấy không? Đó, vừa bùa đánh đó. Thấy chưa? Anh em thấy chưa? Đó, anh em thấy bùa rồi đánh không? Đánh nó bắt đọc đấy. Tại vì anh em này nhìn vào cứ chỉnh như Khải thôi. Đó. Còn cái thời gian anh em muốn đánh nhiều và đánh ít là đánh nhiều hoặc là đánh ít thì anh em có thể tùy chỉnh vào cái chỗ Miliya chỗ này. Đó. Ngồi này á, ngồi này sắp mưa thôi anh em ơi, sắp mưa thôi chứ không có mưa. Đó ví dụ bùa đánh này. Đó anh em thấy không? Nó bùa xong là đánh, bùa xong là đánh. Đó. Anh em thấy không? Dính bùa đấy. Đấy, auto đơn giản vậy thôi. Không có gì khác. Rồi ok anh em xem video này thì đừng quên ủng hộ một cái video hướng dẫn anh em xài auto 1.9 một cách tâm huyết nhất cho anh em xem nha. Rất đơn giản thôi, không có gì mà khó cả. Nhiều anh em hỏi Khải rồi, hôm nay Khải mới làm cho anh em xem. Và đừng quên ủng hộ Khải một like chia sẻ nha anh em ơi. Ok.